Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau: là cách chọn tuổi trong nhà năm 2020 cho người tuổi Dậu, giúp gia chủ phát tài thân lộc. Là trong đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi, và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi trong đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người trong đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người trong đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi trong nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi thành đạt, thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm ngày trong nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi trong nhà năm 2020 hợp với năm và ngày trong nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người trong nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt trong nhà hợp với năm mới, ngày trong nhà, mùng 1 và mùng 6 Tết, và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người trong đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Là cách chọn tuổi trong nhà năm 2020 cho người tuổi Dậu. Ở đây chúng ta sẽ xem cái trong nhà vào ngày mùng 1 và ngày mùng 6 là cái ngày đi làm. Thì đối với ngày mùng 1 Tết thì tuổi Dậu sẽ có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là đối với tuổi tốt và tuổi khá. Nếu không chọn được tuổi tốt thì chúng ta sẽ lấy cái tuổi ở cái mức độ khá. Thì tuổi khá ở đây thì gồm có những cái tuổi sau: là Đinh Mão năm 87, Đinh Tị năm 77, Mậu Tý năm 84, rồi Mậu Dần năm 89, rồi Kỷ Mão năm 99, rồi Kỷ Tỵ năm 89, Canh Tý năm 60, rồi Canh Dần năm 2010. Kim các tuổi của hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý, và hàng chi là Ngọ và Dậu. Còn các cái tuổi tốt mà phù hợp để trong nhà cho người tuổi Dậu trong cái ngày mùng 1 này thì gồm có những cái tuổi sau: thì Nhâm Dần năm 62, Ất Tỵ năm 65, rồi Đinh Mùi năm 67, rồi Mậu Thân năm 68, Canh Tuất năm 70, Nhâm Tý năm 72, Ất Mão năm 75, Kỷ Mùi năm 79, Canh Thân năm 80, Nhâm Tuất năm 82, Ất Sửu năm 85, Mậu Thìn năm 88, rồi Nhâm Thân năm 92, rồi Ất Hợi năm 95, Đinh Sửu năm 97, Canh Thìn năm 2000, rồi Đinh Hợi năm 47, rồi năm 2007, Kỷ Sửu năm 49 và năm 2009, Nhâm Thìn năm 52 và năm 2012, Ất Mùi năm 55 và năm 2015, rồi Mậu Tuất năm 58, rồi Kỷ Hợi năm 59. Thì trong đó các cái tuổi như là Nhâm Tuất 1982 này, Ất Sửu 1985, rồi Nhâm Thân 1992, rồi Ất Hợi 1995, Nhâm Thìn 1952 và 2012, Ất Mùi 555 và 2015 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Còn đối với những ngày mùng 6 Tết thì chúng ta cũng lựa chọn hai cái mức độ, đấy là tuổi tốt và tuổi khá, để đề phòng rằng nếu chúng ta không chọn lựa chọn được cái tuổi tốt thì chúng ta sẽ có các cái tuổi khá để trông nhà cho mình trong cái ngày mùng 6 là cái ngày đi làm đầu tiên của cái năm mới. Thứ nhất là đối với các cái tuổi khá thì gồm có các cái tuổi sau: là Canh Tý năm 60, Canh Tuất năm 70, Nhâm Tý năm 72, Nhâm Tuất năm 82, Tân Mão năm 51 và 2011, Tân Mùi năm 91, Tân Dậu năm 81, Tân Hợi năm 1971, Quý Mão năm 63, Quý Mùi năm
2003, rồi Quý Dậu năm 93, Quý Hợi năm 83, kiêng các tuổi của hàng cao là Giáp, Bính, Mậu và các chi là Ngọ và Dần. Các tuổi tốt phù hợp để xông nhà ngày mùng 6 đấy là Tân Sửu năm 61, Ất Tỵ năm 65, Đinh Mùi năm 67, Quý Sửu năm 73, Ất Mão năm 75, Đinh Tỵ năm 77, Canh Thân năm 80, Ất Sửu năm 85, Đinh Mão năm 87, Kỷ Tỵ năm 89, Nhâm Thân năm 92, rồi Ất Hợi năm 95, Đinh Sửu năm 97, Canh Thìn năm 2000, Tân Tỵ năm 2001, rồi Ất Dậu năm 45 và năm 2005, rồi Đinh Hợi năm 2007 và năm 47, Kỷ Sửu năm 49 và năm 2009, Nhâm Thìn năm 52 và năm 2012, Quý Tỵ năm 53 và 2013, rồi Ất Mùi năm 55 và 2015, rồi Đinh Dậu năm 57. Trong đó những cái tuổi như là Ất Tỵ năm 65, Đinh Tỵ năm 77, Ất Sửu năm 85, Đinh Sửu năm 97 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đối với từng tuổi Dậu thì những tuổi nào phù hợp để xông nhà trong cái dịp năm mới này. Thứ nhất là tuổi Ất Dậu năm 45 và năm 2005 thì Ất khắc Kỷ, Tân và hợp với Canh. Vậy cái tuổi hợp đây là Giáp Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Quý Tỵ, Ất Sửu, Đinh Sửu, Quý Sửu, rồi Canh Tý, Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Thân, Canh Tuất. Rồi đối với tuổi Đinh Dậu năm 57 và năm 2017 thì Đinh khắc Tân, Quý mà hợp với Nhâm. Như vậy cái tuổi hợp ở đây là Giáp Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân. Thứ ba là đối với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 69 thì Kỷ khắc Ất, Quý mà hợp với Giáp. Như vậy cái tuổi hợp đây là Giáp Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất. Thứ tư là tuổi Tân Dậu năm 1981 thì Tân khắc Đinh, Ất và hợp với Bính. Những cái tuổi hợp đây là Giáp Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu, Bính Tý, Bính Dần, Bính Ngọ, Bính Thân, Bính Tuất. Thứ năm là tuổi Quý Dậu sinh năm 93 thì Quý khắc Kỷ, Đinh và hợp với Mậu. Vậy hợp tuổi đây là gồm có Giáp Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, Tân Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Tuất. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến trong đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.